Hello anh chị nha, mấy xe mới về. Đó, anh Thành chứng minh mới về luôn anh. Mới về Đi đâu về? đi Đà Nẵng. Đà Nẵng hả? Đà Nẵng. Ủa xe này ở Đà Nẵng hả? Xe này ở Nha Trang. Nha Trang. Ủa xe này chạy về? Thắng, thắng chạy về. Thắng, thắng chạy về. Ủa mấy xe Đà Nẵng là xe nào đâu? Xe Đà Nẵng là còn mới chở đi. Chở anh kho hả? Chở anh kho bỏ. Xe Everest kia cũng Đà Nẵng chứ? Hai con kia Đà Nẵng. Hai anh kia anh chạy về á. Hai kia là chạy trước. À, mệt không? Hơi hơi đường chút. Thôi được chứ. Có đi nữa không? Đi nữa. Đi đâu? Đi Hà Tĩnh. Hà Tĩnh hả? Đi Hà Tĩnh với Đà Nẵng nữa. Nghỉ ngơi đi chứ. Tụi không đi vậy thì tiền đâu. Nhiều lúc trả lương quá ngại luôn anh chị. Đi đi với Toàn bao nhiêu năm rồi ta? Anh Thanh đi với Toàn bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm rồi mà. Mười mấy năm rồi đúng không? Từ cái Mười thời Toàn còn còn nhỏ, còn còn đang sửa xe máy, xe đồ đúng không? Anh em mình đây mới chính là cái người mà làm ô tô với em đầu tiên á. Anh em mình hình như là đầu tiên chứ không phải là mấy anh sau này đúng không? Đúng Anh với em hình như là đầu tiên á. Đầu tiên nhất là lúc đó hồi xưa là em chơi xe Sibo rồi anh em mình dọn rửa xe Sibo. Xong rồi tiếp theo nữa là chơi cũng mua những cái xe ô tô và dọn anh đây là dọn em là người đó. mua những xe này Đúng những rồi. xe này về dọn Đúng rồi, những xe dày và dọn. Thôi nghỉ ngơi đi. Nghỉ đi, nghỉ hôm nay. Xong rồi nói lại khách đi. Nói lại khách là chiều mai em đi. Chiều mai em đi rồi sáng mai em có mặt giao dịch chứ bây giờ đi ra đó anh cũng cũng ở lại rồi cũng không làm gì được hết á. Thôi nghỉ ngơi, cứ phải sức khỏe có sức khỏe chứ ráng mất công. Tính vợ con cứ phải lo chứ quên rồi. Xe với Toàn chung quên luôn vợ con luôn hay gì á. Xe được không? Anh hiền lắm, anh khách nói gì anh cũng cười, làm gì anh cũng cười, anh không biết nói lại luôn. Hồi giờ có bị khách lai không? Không bao giờ khách lai à? Hồi giờ khách thương mà ông la có bo tiền không? Không bo nhưng mà có bo không thiệt tính tốt rồi. Hồi giờ có bo không? Không không lâu bo lâu lâu cũng có có lấy không? Chăm uống nước là vậy Có lấy không? Thì cho thì không lấy thì người ta nói đúng rồi cũng lấy đó. Kệ mình làm cái gì tốt là tự nguyện thôi đúng không? Đó. Hồi giờ đi chưa giờ bị khách lại em thích vậy đó. Đó. À tiếp 2010 anh Thanh mở máy em coi thử. Xe này em mua của công ty anh chị, người ta xe này một chủ công ty, hai mươi mấy chiếc em lựa được. Sao vi? À Cái định hồi mua của mình á. hồi mua của mình hả? Đổi xe gì? À. Em có dạ. bao nhiêu tiền? Lên lên tư vấn đi anh coi cho, anh coi nhanh cho. Đó, khách đổ xe anh chị. Trời ơi, anh đậu xe hơi bị chơi. Để đây. Xe này xưa khách mua của em anh chị. Đó. Sẽ bắt. Trời ơi, đậu. À đậu vậy? Bánh. Ghê không? Đậu ba bánh còn bánh ngỏng lên luôn. Ghê thiệt. Để anh về lại xíu. Ghê thì khách của em hơi bị chơi anh chị. Chạy xe hơi bị lùa á. Dòng xe bắt nó đi cũng đầm lắm. Đầm lắm anh chị. Sẵn chạy thử luôn mấy dòng đây về thử số má rồi máy móc số má sang mượt mà nhẹ nhàng không. Ngon ạ. Xuống đây luôn. Xe này chắc giờ còn trăm mấy hơn chị ha. Giờ anh đổi cũng xe nhỏ, xe Morning. Cái dòng đây nó có một cái chạy nó đầm anh chị, nó đầm. Chạy nó đầm. Xe này chắc mua em lâu lắm rồi, mua ngày xưa cái xe này chắc biển 79 quá. Nhớ giống giống cái xe mà. Bốn mấy.
xe này 24 số tự động. Máy đây 1.2 chạy gần 100.000 anh chị, 99.000 rồi. Chạy gần 100.000. Đó, để em coi thử đổi xe cho khách. Máy xe này mới về này, sẵn quay cho anh chị những cái xe mới về. Everest em cũng mua của ngân hàng anh chị, ngân hàng nông nghiệp. Đó, về vô bộ ghế nữa là đẹp nè. Cái xe này cốt cũng đẹp nè anh chị, xe này em bán 100 mấy thôi, đời 2008. Đó, 2008. Anh chị nhìn nó cũ vậy nha, nhưng mà nó còn chất. Nó còn chất. Có nhiều cái xe mà đời cũ anh chị vô anh chị nhìn nó bóng bẩy, nó mới. Nhưng mà cái chất rin và cái chất xe là nó bị mất anh chị nha. Một cái này để lâu quá, ngân hàng họ để lâu quá nó. Xe này em bán 100 mấy thôi. Chắc bán cho anh chị mà để dày luôn. Bao dọn thì nó khác anh chị nha. Bao dọn thì em bán 189 triệu. Còn mà để dày em bán cho anh chị 175 thôi. Xe này là xe ngân hàng là cũng biển trắng như bình thường của mình anh chị. Biển xe này 208 đó. 708 như biển 43 nè, 00158 nè. Tiếp theo đây cũng là của ngân hàng nè. Ngân hàng cái này không phải là ngân hàng họ thu về, họ siết về anh chị nha. Mà ngân hàng cái xe này là ngân hàng họ mua mới, xong rồi họ cho các giám đốc, các chi nhánh họ sử dụng á. Xe này chưa bán được, tại vì em coi mấy cái xe kia là em coi hết. Ở Sài Gòn rồi kia là em coi hết, là xe G hết. Còn cái xe Đà Nẵng em thời điểm đó sao em lu bu quá em quên coi. Mà trong giấy tờ nó là xe G. Giá nó có 100 mấy à. Rẻ, rẻ so với những xe khác. Em đấu luôn, cuối cùng về thành xe G. Giấy tờ xe G cuối cùng về thành xe G anh chị. Cái đây nó có nhiều phiên bản G và G. G là bản thiếu anh chị, mâm sắt rồi không có điều hòa phía sau rồi nội thất nó xấu hơn. Cái bản G rất là nhiều. Còn đây 3008 nè. Đó, xe này bữa đổi xe cho khách. Đổi xe cho khách. Các anh em kỹ thuật viên đang dọn. Đó, xe chạy 6 mấy ngàn cây. Này 3008. Này xấu đời 2018 đúng không em? 2018 cửa nóc đúng không? Xe này cây số nhiều nên em bán giá 629 triệu thôi anh chị nha. Đó, còn xe này là 295 này. Đó, cái này Mazda 3 anh chị hay hỏi là 295 này. Fortuner. Đó. Fortuner. Này số tự động máy xăng. Đó, biển Gia Lai. Xe này cũng mới mua, anh em mới mang về. Đó, xe này đời 22, 23 gì đó. Xe này thì nó cỡ tầm hơn 400 một xíu thôi, rồi có Fortuner máy xăng số tự động chạy rồi. Còn lấy xịt 570 anh chị, xe lấy 570 em mua Hà Nội. Em mới mua Hà Nội về, đang rút hồ sơ. Đó, cái này không phải chiếc 5 số 3 của em đâu nha. Chiếc 5 số 3 của em là chiếc khác. Còn chiếc này là chiếc khác. Đó, nhiều anh chị cứ hỏi là cái xe 5 số 3 của em có bán không? Không bán. Nhưng mà có chiếc này thì em mới mua về em bán nè. Đó. Cái xe 570 ở Sài Gòn mua khó quá. Ở Sài Gòn mua khó quá, bắt buộc em mua ngoài Bắc. Nhưng mà đúng là cái chất xe ngoài Bắc. Em nhìn về em cũng không ưng lắm. Đó, cũng nhờ anh em toàn chung ở ngoài Bắc đi lên tới Thái Nguyên mua cái xe này nè. Đó, nhưng mà chất xe ở ngoài Bắc thì nó không đẹp bằng trong Nam. Đó. Từ cái xe 50 triệu, 100 triệu hay cho đến 5 tỷ, 10 tỷ em vẫn mua nha. Như vừa rồi anh em cũng mới mua cái Lexus NX300 rồi, mẹ GLC rồi. Đó, cũng đủ loại anh chị, đủ loại, đủ sản phẩm hết. Có là em vẫn mua. Đó, đây là cái này tham khảo. Đang tham khảo và lựa chọn. Đó, em sẽ điều chỉnh giá tất cả các xe này ở trong showroom anh chị nha. Đó, là cái xe. Đó. Khách tham khảo kìa, đưa anh quay cho. Em tiếp khách luôn đi. Đó, tiếp khách, chạy ra tiếp khách. Tiếp khách. Thằng này. Khách vô là kêu ra quay. Kêu ra tiếp khách rồi để em tự quay luôn. Mà ổng lủi lủi ổng đòi đi vô nữa chứ. Đó. Khách là phải ưu tiên. Việc gì việc chứ còn khách là phải ưu tiên anh chị. Cái sờ bắt kia thì em có nhắn giá rồi. Các bạn đang xử lý anh chị. Các bạn đang xử lý với khách. Đó. Khách cũng đang xem và tham khảo xe của mình. Đó. Còn này mới về 8.000 cây nè. Nút A nè. 659 triệu 2022 8.000 cây. Vy ơi, Vy. Sao thằng Quốc nó báo giá chưa? Quốc có báo giá cho em chưa? Giá nhiêu rồi? Đổi xe đó hả? Anh mua mình lâu chưa? Tháng 10 2023 là giá 199. Bao ra tên hả? Bao ra tên cho ảnh là 199 đúng không?
chắc được 1.000 cây. Một năm. Dạ. Đó. Brio nè, RS nè. Đó, Brio RS. Máy sờ bắt rồi rút mấy xe mới về phía trên nữa anh chị. Nói chung là toàn trung 8 cũng nhiều xe lắm chị, nhiều xe cho anh chị lựa chọn lắm. Ủa cái Mazda 3 của mình hả hay của ai vậy? Hàng xóm hả? À, quay quay tới em coi cái Atip coi. Bớt không? Bớt chứ nói gì? Bớt dễ đúng không? Luôn. Rồi vậy cái này bớt 5 triệu. Rồi xong. Rồi vậy xong. Vô đi. Đó vậy gặp toàn là chữ bớt rồi chứ làm gì đâu mà. Hiểu hết, nhìn là hiểu rồi. Cứ đúng không? Đi. Vậy nhanh đúng không anh? Gặp toàn thì chỉ có bớt giá thôi 5 triệu thôi cho tình cảm cho rồi, để còn mình còn làm việc khác để mình gỡ lại nữa chứ. Tại vì anh chị biết sao mà nhiều anh chị sẽ nói toàn thiếu lịch sự, nói chuyện như khách sao mà đi nhanh vậy, tại vì có nhân viên đang tiếp rồi và em cũng đang làm công việc của em, thì em quyết nhanh cho ảnh để mong muốn ảnh cũng chọn một cái xe đi cho nó mau mắn, đúng không? Chứ còn em mà rề rà em đứng lại nữa là lại kèo thêm nữa là nó cũng khổ anh chị nha. Mình cũng dứt khoát, khách cũng dứt khoát rồi vào viết giấy xong đường ai nãy đi, tí nữa là ôm nhau vui vẻ đúng không, cười đó. Máy cũng được đấy chứ anh Thanh, xe tại vì xe công ty người ta có bảo dưỡng đúng rồi, rồi đánh bóng đèn nữa, 2010 mà 1.8 số tự động. Xe này ảnh kiếm mình nữa. Xe này là 200 bán nhiêu ta, 295 triệu anh chị nha, 295 bao dọn cho anh chị cho nó xong đó. Xe biển trắng anh chị nha, chứ không phải biển xanh, xe của ngân hàng biển trắng, biển 4 số luôn, 79 1595. Đó. Xe này 295 2010 Atip 1.8G bao dọn đẹp đẽ cho anh chị. Đó rồi bao rút hồ sơ. Đó, nói chung em đấu cũng không phải rẻ đâu anh chị, mấy cái xe mà đẹp đẹp. Tại vì hai đấu mà đấu hết ôm hết luôn cả 20 mấy chiếc xe á thì giá nó sẽ rẻ, còn mà em mà mua chọn á thì mua đắt cái xe đó anh chị, tin không, em mua là 250 mấy triệu á, là trong đó chưa nói tiền này tiền kia này nọ rồi kéo về đây nữa bán chị 29 mấy. Em mở cái giá ra cho anh chị coi, không rẻ đâu anh chị nghĩ thanh lý. Mua mà mua rẻ là phải mua ôm luôn, mà ôm thì em ôm mấy, có mấy cái xe mà em ôm về em bán không có được anh chị. Em không bán được, không phải là không bán được mà em bán cái xe đó em cảm giác như là mình không có đúng, không có đúng. Đúng là xe nào tiền nào của đó, nhưng mà xe công ty hoặc xe ngân hàng á, anh chị đừng có nghĩ là anh chị coi một chiếc xe đẹp là cả lô nó đẹp đâu anh chị. Sẽ nhà nước hoặc là bất cứ ngân hàng hay nơi nào đó thì người sử dụng là cái người tài xế và cái người bảo dưỡng là nó sẽ quyết định là cái xe nó có đẹp hay không đó, nên là anh chị phải chú ý và lưu ý cái vấn đề này đó. Nên là em chị lựa những ngân hàng nào mà thứ nhất là tỉnh là miền trong này, và thứ hai nữa là họ đi như thế nào, bảo dưỡng rồi chất xe thực tế đó làm sao đó thì em mới mua đó. Chỉ có đúng cái xe Đà Nẵng là mình chủ quan mà không coi, chứ còn xe Nha Trang cũng nhờ anh em coi, rồi xe Sài Gòn là anh em tập trung đi coi hết, Sài Gòn, Đồng Nai, Trà Vinh là em đi, chỉ có xe ngoài miền Bắc là em bỏ luôn, em không coi thôi. Đó. Đó nên là mua được mớ xe ngân hàng nông nghiệp nè, ngân hàng Agribank, đó những trong ngân hàng mà các giám đốc chi nhánh mà có công ty có bán thì liên hệ giùm em Toàn. Đó, có cái suất mua đó thì chia lại để em Toàn mua cho. Đó. Rồi, cảm ơn anh chị nha. Để nghiên cứu xe cổ để làm video tổng hợp ở Gia Lai có một cái deal thật là hợp lý, thật là đẹp nha anh chị nha. Đó, cảm ơn anh chị. Xe miền Trung á, miền Nam á là tất cả các loại em đều mua hết. Còn xe miền Bắc á là chỉ mua xe sang thôi. Xe giống như là Lexus 570 hoặc là Land Rover hoặc là những cái xe cao cấp thôi. Đó. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp anh lại anh chị ở video kế tiếp. Tạm biệt. Đây kho của Toàn Trung anh chị. Mấy xe mới về. Sao rồi? Anh Quỷ. Không, em chơi thằng Quỷ Minh kìa, nó làm xe chậm quá. Mới về, anh xe này mới về đúng không? Cờ lốt này cũng mới về. Innova, tút à, tút dữ vậy? Chạy nhiều quá à. Ôi, gần hết xe rồi.
chạy dữ không à, làm dữ đây. Cái buồn bị móp luôn anh. Ờ. Chạy lanh danh quanh hết xe luôn à. Sao vậy, cãi nhau xí chê. Đây Banjaro nè, cái đây Banjaro 7 chỗ anh chị. Cái đây cũng mua của bộ công an nè. Hả? Chứ đây mới đẹp nè, đúng không? Banjaro, cái này là xe chở tiền. Chở tiền có nghĩa là nó là xe chuyên dụng anh chị, nó không có tính đời. Nhưng mà nó không có bằng cái xe 7 chỗ kia. Xe 7 chỗ kia là nó là biển xe con. Xe đẹp vậy. Ủa, xe đẹp vậy. Xe chạy có mấy chục ngàn cây. Đang. Đó. Đó, ngân hàng mà xe cỡ này anh chị, xe này có mấy chục ngàn cây, ngân hàng nông nghiệp. Mở mở ra anh coi thử. Mở. Như đây xe này ở mình. Theo anh 2 năm là dư ra phải lấy xịt chứ, mà dư ra xe này theo chi nó quay bỏ cha đi. Đó. Theo anh bao nhiêu lâu rồi? 2 năm rồi. 2 năm dư ra xe này hả? À? Dạ. Tao chỉ với một chỗ người theo cái mày, mày sẽ 1 năm thôi mày có lấy xịt mày chạy luôn. Mùa này anh. Mùa này thành bại là mùa này hết chứ, sao mà thằng em nó. Xe này phải lên hồng xử lý mấy cái ten ten kia rồi mới rồi đánh bóng đèn đi. Xe này không đẹp bằng cái xe này. Ủa, xe này đẹp quá. Xe nhìn cái chất đẹp quá. Banjaro này anh chị. Banjaro cỡ này. Trăm mấy. Trăm mấy có cái xe Banjaro. Mở mở cái máy anh coi cái mình. Xe máy xăng 2 cầu máy 3 chấm. Trăm mấy chục triệu. Xe vẫn đang biển trắng, nó tháo biển hết rồi hả? Dạ, còn cái 2 tới cây số là tháo biển rồi. Ồ, máy đẹp quá. Trời ơi. Xe mấy chục ngàn trên đồng hồ á. Nhưng mà em nghĩ là xe nhà nước không bao giờ mà tua xuống rồi anh chị. Xe nhà nước phải tua lên, cái tua xuống nó đâu có chi phí. Cái chìa khóa đâu? Cái nút bấm nè. Cỡ này thôi. Trời. Đây coi. Trời, 94 ngàn. Ồ. Ồ, 208 mà 9 mấy ngàn. Mới tính nè. Banjaro cỡ này nó mới mua cái xe kia nó đi anh chị. Lốp cỡ này nó Banjaro em có 3 chiếc. Chiếc biển xe con, 2 chiếc biển đây chắc ra biển xe chuyên dụng quá. Còn chiếc đây Isuzu Chopper đó, cũng ngân hàng luôn. Ủa có cái ghê. Ghê. Mở mở xe anh coi với mình. Xe này có mấy chục triệu anh chị. Ui cha. Đây bây. Nhìn hình là thấy nồi luôn mà sao. Trời ơi. Cái bờ này có mấy chục triệu à. Mở mở cái máy anh coi cái mà. Mấy cái xe Banjaro đó đừng có rút hồ sơ nha. Để biển số đó. Để biển số cho người ta chạy luôn. Để biển. Chứ mà ra 5 số là ra biển chuyên dụng á. Trời ơi. Xe này mua Nha Trang mới rút hồ sơ xong anh chị. Lăng. Đó. Toàn bây giờ toàn phải phục chế mấy cái xe vậy. Nhìn toàn đáng luôn, tôi thấy tôi quái luôn. Sao xe nó hành dữ ta. Không bị khách hàng hành mà bây giờ mình tự mình hành mình luôn. Mua mấy cái nát này về. Về để dọn. Bù đẹp ghê. Xe bán mấy chục triệu à. Cái này anh chị nào mua đi rẫy được anh chị, máy V6 vừa đi vừa đẩy luôn, để lâu thôi chứ còn xe đẹp mà. Xe đẹp á, nó có cái đường đen nè, nó cắn nát đầu rồi bây giờ mình xịt xịt cái xe này cái tao mang ở biển bảo tàng á mày. Rồi cái đồ xe Jimmy của anh sơn không chưa, đây phòng sơn, phòng sơn đến từ châu Âu anh chị, đẹp hay chưa không. Mới sơn luôn hả? Rồi khi nào lắp được? Mai à? Đẹp quá ha. Cái màu cũng đẹp quá ha. Màu thấy được không mình? Sơn cái gió lại. À. Còn đóng cản bên kia nè. Sơn đẹp quá. Mai là lắp được đúng không? Lắp xong mới đánh bát chứ. Đắp xong rồi ruột mới đánh bát chứ.
lên không trời, lấy xe bàn á, lấy xe bàn chở mấy cái kho đồ chơi của anh, đồ chơi ở Sài Gòn một mớ đồ chơi Gia Lai này. Mấy cái lớp xe địa hình rồi lều nè, mấy cái lều đây cả trăm triệu, lấy camper cả trăm triệu một cái mua về. Đó, này cản nhôm cản đồ nè, nhiều anh chị kêu Toàn thanh lý mấy cái đồ của Toàn không, kêu bây giờ Toàn thanh lý thì cũng được thôi, nhưng mà lỡ sau này mà có mua lại thì nó lại khó. Thôi cứ để luôn. Lều hai cái rồi, có xe bán nhớ ưu tiên em nha, có xe gì hay hay em lại quay cho anh chị. Đó, lăn cả van của em, em cũng mười mấy chiếc, em dục mỗi xưởng một chiếc, không biết khi nào xong, không biết khi nào làm biển bảo tàng xe lăn được. Dọn cũng nhiều tiền lắm chị, mấy cái lăn cổ đó ví dụ mua là 200-300, xong rồi dọn 300-400 nữa, phụ tùng nữa cả tỷ bạc một chiếc, có chiếc em dọn lên cả tỷ. Những cái xe này dọn là có khi mà mất, mua mà dọn đúng đinh đó là dọn có khi cả tỷ bạc.